Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới thật vui mừng. Lần đầu tiên, kênh truyền hình Quốc gia Việt Nam chiếu phim về sự Giáng sinh của Chúa trong dịp Giáng sinh 2022. Cùng đón xem và chia sẻ thông tin tới mọi người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sự kiện Chúa Giáng sinh được hầu như cả thế giới quan tâm chúc mừng. Đây là sự kiện quan trọng nhất, biến cố vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Tại Việt Nam, đạo Công giáo là tôn giáo lớn thứ hai và ngày một phát triển. Với số tỷ lệ 7,21% và số giáo dân trên 7,2 triệu người năm 2022, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ người Công giáo trong tổng dân số xếp thứ 5 ở châu Á sau Đông Timor, Philippines, Liban và Hàn Quốc. Công giáo Việt Nam từng được mệnh danh là trưởng nữ của giáo hội tại Á Châu. Tin thật vui và tuyệt vời lúc này, lần đầu tiên kênh truyền hình quốc gia VTC16 chiếu phim về sự Giáng sinh của Chúa. Rất nhiều người đã vui mừng về thông tin mới này. Vậy sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu có gì đặc biệt? Ngài là ai và tại sao cả thế giới lại vui Giáng sinh? Có lý do nào để cá nhân bạn có thể thực sự vui Giáng sinh hay không? Có một điều vô cùng quan trọng mà có lẽ bạn chưa biết. Giáng sinh có liên quan đến bạn. Bạn là nguyên nhân để Chúa Giáng sinh. Hãy cùng đón xem phim Câu chuyện về Chúa Giê-xu vào những ngày Giáng sinh năm 2022 này nhé! Phim được công chiếu lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 10 năm 1979 tại các rạp ở Mỹ. Phim được dịch ra trong hơn 2.000 ngôn ngữ trên thế giới. Hàng năm, nhất là vào dịp Giáng sinh, phim vẫn tiếp tục được đón xem ở khắp nơi trên thế giới. Mời đón xem vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2022, tức thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật. Phim được dịch ra trong hơn 2.000 ngôn ngữ trên thế giới. Hàng năm, nhất là vào dịp Giáng sinh, phim vẫn tiếp tục được đón xem ở khắp nơi trên thế giới. Mời đón xem vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2022, tức thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật. Nguyện xin Chúa ban bình an cho nhân loại chúng con. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.